Hai chào bạn đã quay lại với channel mình. Ok, quay lại với game Jet Hero nha. Mình thì bây giờ mình chắc là mình không chơi chế độ duo nữa quá. Không biết là nó có update gì mới không, nhưng mà chế độ duo bây giờ thì hơi chán rồi. Và cảm thấy là cũng không có gì để chơi, cho nên mình tiếp tục chơi chế độ solo nữa. Nếu mà lâu lâu có hứng thì mình sẽ làm video về chế độ solo duo sau. Và còn mình đã làm mấy video trước về chế độ duo đó, nói chung là cũng khá là ok. Thì bây giờ nói chung là cái chế độ duo cũng là một cái chế độ khá là hay. Nếu bạn nào muốn lấy cái cổng á, thì bạn có thể chơi chế độ duo để lấy cái cổng cũng đẹp. Nhưng mà đối với mình thì mình có nhiều cái cổng khác đẹp hơn, cho nên mình cũng không có cần phải cố gắng làm gì. Đương nhiên là phải mua sắc bén rồi. Do mình mới cài lại cái game này ở trên điện thoại của mình á, cho nên là cái tiếng của nó biến thành tiếng Anh rồi, mình chưa có chỉnh lại tiếng Việt. Mà thôi, tiếng Anh hay tiếng Việt thì cũng thế, mình cũng đâu có cần đọc skill của mấy con này làm gì đâu, mình cũng đa phần là mình hiểu được nó là cái gì rồi, cho nên là mình cũng không có cần phải chỉnh lại tiếng Việt làm gì. Chơi bản tiếng Anh cho chuẩn. Bản tiếng Việt không biết là có sửa lỗi dịch thuật chưa, nhưng mình đa phần là mình nghĩ là chưa đâu. Nếu mà nó đã sửa lỗi nhanh như vậy thì chắc là nó sửa lỗi lâu rồi, còn nó để tới bây giờ là chắc chắn là nó sẽ rất là lâu rồi nó sửa lỗi đó. Thì thôi, mình chơi bản tiếng Anh cho nó ổn định nhất có thể thôi. Mua Tucker, mua người voi chăng? Này chắc là chỉ là người voi thôi, chứ mua cái gì được giờ, người voi thôi. Rồi, ok. Hai con người voi, quên hai con này thì được rồi, cũng không có gì. Nếu mà được chút nữa mình đi bộ Assassin. Assassin đang là một cái bộ khá là nhân phẩm ở trong cái game này nha. Đa phần là nhiều người rất là thích cái bộ đó. Không biết là nó có mạnh hơn lúc trước với cái gì không, thì thật sự là bản update này mình không có thèm xem luôn á. Tại vì nó cứ một tuần nó update một lần, mình thật sự là mình không thể nào mà mình theo kịp cái bản update của nó được luôn á. Cho nên là mình thôi kệ nó. Nó muốn update thì nó up kệ con mẹ nó. Cứ thích vào game thì chơi thôi, bộ nào mình thích chơi được thì mình chơi thôi. Thật sự cái game này nó có một cái quy luật ra chết rất là kiểu như không phải là quá khó khăn đối với mấy bạn đâu, nó cũng rất là dễ thôi. Nhưng mà mấy bạn cũng phải nhờ vào nhân phẩm với lại cái máy nó cho. Giống như máy nó cho những cái level đầu mà bạn chọn sai bộ rồi á, khúc giữa là bạn phải đổi lại. Còn mà bạn cứ theo nó mà kiểu như mình đi tới theo kiểu mà đi tới cuối game luôn, thế nào bạn cũng thọt đó. Cho nên thôi, mình cứ máy cho bộ nào cho bộ đó thôi. Rồi, bạn hiểu không? Máy cho bộ nào cho bộ đó là một cái đa phần là cái đó là chắc thắng. Chứ còn mà kiểu yếu như mà mình thích chơi bộ này bộ kia thì không khó lắm mấy bạn. Mình cũng nói rất là nhiều lần rồi, không phải bạn muốn chơi bộ nào cũng được đâu. Cho nên là đừng cố gắng ha. Rồi nó cho vậy mua Siren. Ở Siren là được một con 3 assassin nè. 3 assassin lấy người voi ra bỏ 3 assassin vô. Đó. Vậy là được một bộ rồi. Ít nhất cái bộ này nó cũng đầy. Bộ đủ để kích hoạt cái hiệu ứng ha. Rồi cái này giấu đi. Trời. Dữ vậy. Quýnh có hai cái là rít cái con kia chết queo luôn. Thua. Mạnh vậy ai chơi. Ôi ôi. Bộ Assassin khỏe dữ ha. Nhưng mà lúc đầu thôi, chứ khúc cuối game nó hơi hẹo đó. Nếu mà bạn khúc cuối game mà bạn không có giữ được cái lượng tiền để bạn roi ra những cái con xịn á, nguy hiểm lắm á. Cho nên là mình nói rồi, cái game này là không phải là chỉ dạy cách chơi game không, mà còn phải là dạy cách làm kinh tế. Làm kinh tế sao nó tốt vô. Làm kinh tế mà nó tôi càng ngày càng tốt á, giống như giữ được cái lượng tiền mà nhất định để lấy tiền lãi á. Đó. Về cuối game thì bạn mới có cửa bạn lật kèo ha. Một là lật kèo, hai là giữ vững chiến thắng. Chứ còn không á, bạn mà hết tiền, cái thằng mà ít máu hơn bạn mà nó còn tiền á, nguy hiểm lắm nha. Nó lật kèo đó. Ồ, cho cái trò này nó lật kèo dữ lắm, cho nên là các bạn cẩn thận. Ôi, cái thằng này nó đi cái bộ gì, nó cũng assassin giống mình hay gì đây. Nhưng mà mình sao mà nghe, mình vẫn đép được. Người voi của mình cũng còn nhiều máu. Hai con này đép được rồi, dễ. Ok, cố gắng thắng được bao nhiêu thì thắng thôi. Cái game này thì hạn chế chơi chiến thuật Lose Streak ở những cái giai đoạn đầu nha.
Mình nó có 80 máu thôi cho nên mất máu hơi khó gượng lắm á. Hình như nó thằng có 100 máu thì còn gượng lại được chứ 80 máu khó gượng. Acid tooth nè là răng acid này đúng không? Mình phải chờ lên level 5 mà mua hết mấy con này về đó, up lên đó. 2 bit với lại 3 assassin, 2 bit thì chưa kích hoạt hết cho bộ assassin nhưng mà nó cũng tạm thôi, nhưng mà bây giờ để assassin vào thì nó sẽ ngon hơn. Tại vì 4 assassin thì nó có sát thương chí mạng luôn rồi. Bây giờ càng nhiều assassin trong lúc này càng tốt, tại vì nó sát thương chí mạng nó cao đó. Rồi đánh với thành Trung Quốc này nghe sao hẹo dữ vậy, thành Trung Quốc này nó đâu có gì. Ôi. Chết con cái răng axit của nó đi, đúng rồi. Giết con răng axit của nó giùm tao đi. Ừ hay quá, đúng rồi, mất máu cũng mất ít ít giùm, 3 máu thôi, 3 máu thôi chứ đừng mất nhiều quá chết tôi đó ông ơi. Assassin lúc đầu là bạn úp không lên được là khó thắng lắm, chủ yếu là tích tiền để cuối game thôi. Bây giờ nó không cho ra Assassin luôn, không cho ra ta không thèm mua luôn rồi sao. Chỉnh sửa lại chút xíu mà đội hình này chỉnh gì giờ, có assassin đâu chỉnh gì được, giờ cũng có chỉnh gì được đâu. Cứ để đại chỗ nào cũng được hết, assassin dù gì nó cũng nhảy qua bên kia hết mà, chứ nó có đứng lại chỗ này đâu. Giết được con nhện chơi sớm nè, giỏi. Giết được con nhện sớm là bạn sẽ không có bị nó điều khiển cái tâm trí, cái con lính của bạn sẽ đánh bạn, nó không có chuyện đó thì cũng may đấy. Win chưa hả? Chơi chơi không, chơi không? Tao đầy máu, mày hết máu, mày chơi tao. Hơi đùa nhau. Thấy vậy chứ mình cũng khỏe dữ chứ bộ. Mình cũng khỏe dữ đó, mình tích được 14 tiền rồi nè. Razulor là đương nhiên phải lấy rồi, cái con mà quan trọng nhất của bộ Beat Assassin là con Razulor này. Tại vì nó là kết hợp của Beat và Assassin. Đó. Nó mà có bit với lại assassin luôn cho nên để vào nó sẽ đỡ trống một lót, nó vừa có bit mà nó vừa được assassin nữa. Trời ơi thằng này khỏe dữ vậy, nó có hình như nó có 4 thú rồi đúng không? Không, chưa chưa đủ 4 thú, 4 dã thú, nó mới 3 dã thú thôi. Mới bay thú thôi mà nó khỏe dữ vậy luôn hả? Chết rồi, mất 10 máu luôn. Cái này mất 10 máu luôn, chẳng chơi đâu. 6 máu hả? Rồi cũng được, tưởng mất 10 máu, 6 máu cũng là tạm ổn. Vẫn còn 71 máu, mình có thể một cái chặng đường rất là dài phía trước rồi. Sao đây ta? Để mình coi coi nó ra cái gì. Thằng nào đánh hết giờ luôn thiệt luôn. Mấy thằng này nó câu giờ kiểu gì luôn á. Ôi lại thêm sắc bén nữa. Mà bây giờ roll là dại lắm cho nên là mới quyết định không roll, mình để im đó. Để im đó coi thằng nào lên cấp được, chừng nào lên cấp thì lên cấp, còn thằng nào mà nâng 2 sao được thì nâng 2 sao thôi chứ bây giờ không roll. Roll là dại lắm. Hay trời, chết được con đó là khỏe đấy, cái lượng đam tài của con La Hán đó nó khỏe lắm cho nên là giết nó sớm là an tâm. An tâm đẹp được liền xạo sự. Ok, đỡ đỡ phải tốn máu. Tối nay công được 6 tiền là 25 tiền, 25 tiền up cấp để một con mấy cái con đó, để một con sát thủ vào là ổn. 20 tiền thì phải để dành rồi, 20 tiền để dành, không đừng có phá tiền, tại vì hai để 20 tiền chẳng chục á thì nó sẽ được cộng lãi, hai lãi vào cái rau phía sau. Cộng 2 tiền vào rau sau thì sẽ rất là ngon. Đánh với máy chết rồi, với máy gọi cho xin thì nguy hiểm lắm. Nó không thích được á, với lại nó mau chết quá, nó mau giấy á, giấy quá đó. Rồi chết thiệt rồi, không giết được luôn rồi.
Không hiểu sao rau thứ 10 thu 3 con luôn nè. Bây giờ 20 tiền rồi. Bây giờ rau này là 26 tới 27 tiền. 27 tiền thì mình coi coi mình được 27 tiền là rồi bao nhiêu lâu nữa mình sẽ lên 50 tiền ta. Chắc khoảng chừng 5 rau nữa, 3 4 rau nữa là mình có thể lên 50 tiền rồi. 50 tiền là cái mốc quan trọng, mình đã nói rất là nhiều lần trong cái game này rồi. Bạn nào mà muốn thắng hoặc là lật kèo thì là nên giữ ở cái mức 50 tiền, xong rồi sau đó nâng cấp, sau đó mà đừng cho mẻ đồng nào hết, vẫn để nó ở 50 tiền cho mình. Chừng nào mà tới lúc mà nguy kịch quá rồi đó, bạn có bung tiền nó ra, bạn mua những cái con để mà nâng cấp đội hình bạn hoặc là up cấp thôi. Bù kẹt lắm nha, kẹt lắm rồi nha, chứ còn không là nguy hiểm à. Còn không là bạn không có cửa cơ sở đâu. Người ta nói cần phải điều kiện cần và đủ không à, để bạn có thể lật kèo. Cho nên là điều kiện cần là chắc chắn là phải tiền, cần tiền rồi đúng không? Cho nên là đủ là phải có một chút xíu gì đó, nó đội hình nó hên một chút, nó vô trúng đội hình đó là ngon, ổn định. Còn không là nguy hiểm nha, còn không là nguy hiểm lắm á. Cho nên mình khuyến khích mấy bạn là nên để dành 50 tiền. Bất cứ lúc nào cũng vậy, 50 tiền là cái mức quan trọng nhất của những cái game auto chess giai đoạn này. À ha. Trời ơi, lên thì cũng lên được vị trí thứ tư chứ đâu có phải tệ đâu trời. Đâu phải tệ đâu, cứ leo leo nhẹ nhẹ thôi lên được vị trí thứ tư. 35 tiền này, rau sau mình sẽ có 8 tiền. Nếu mà thua nữa thì chắc là được 9 tiền. 9 tiền là được 34 tiền. Đâu rồi, 44 tiền, đúng không? Để mình coi coi, rau thứ 12 này gặp thằng Trung Quốc à. Thằng Trung Quốc 3 chữ này ở hạng gì? Ở hạng gì để coi coi sức mạnh của nó như thế nào nha. Hên xui. Đam nhì hay không nhì gì thôi, chủ yếu là nó có mạnh hay không, chứ nó không mạnh thì gặp đội hình mình cũng toang thôi. Toang liền. Nhưng mà thôi cái này không ổn rồi, cái này nó mạnh nè. Này nó mạnh thiệt sự. Nó mạnh thiệt sự. Chà, 43 tiền thấy không? Mình nói y rằng mua bit về đây rồi, có 4 giả thú rồi. Có 4 giả thú, 3 assassin, bây giờ là cái lượng sức mạnh nó tăng lên khá là đáng kể đó nha, chứ không phải là tầm thường đâu. Mà bây giờ lượng sức mạnh tăng lên khá là đáng kể, còn bây giờ chúng ta phải làm cái cách nào để cho nâng những cái con đằng trước lên. Những con đằng trước mới có 1 sao, bây giờ nó khá là yếu luôn. Bây giờ nó phải cần những con 2 sao á, đằng sau cũng vậy, phải lên được 2 sao hết kìa, sát thương nó mới nhiều. Chứ còn không, thật sự là những cái bộ này giống như là xé giấy vậy đó, cực kỳ yếu luôn. Mà đã vậy còn kiểu giống như là nếu mà không có những cái búp phụ á, thì thật sự là yếu sinh lý lắm. Cho nên nếu muốn chơi đội hình này mà biết assassin là bạn phải tích tiền để về mua lính hoặc là roi lính khác để có thể mà nâng cấp đội hình lên. Chứ còn không mà gặp đó giống như gặp thằng Trung Quốc rồi đi. Thằng Trung Quốc này là cái thằng đang ở vị trí thứ chót á, nhưng mà nó vẫn thắng mình được. Tại vì nó có bộ mech á, cái assassin của mình giật nó không chết á, nó đánh nó sẽ hồi máu lại. Kylo mình có thể đổi cho con bầm vàng. Thấy là ổn nhất. Đây Kylo nói chung á là cái nó có hai hình dạng đờ một á, chỉ cần đầy mana là sẽ hình dạng một là bay, nó đầy mana cái nó sẽ xuống đi bộ. Cho nên là cái nếu mà vậy á, thì nó đang bị đánh trên không á nha, mà nó mất máu rồi, cái nó đầy mana cái nó biến đi bộ, cái nó đầy máu lại nữa. Nó khó khăn là khó khăn vậy đó. Chà, thắng không ta? Thắng chứ, đúng rồi. À, bên này nó còn tới 3 con là nguy hiểm đấy. Thua luôn ta, vậy mà thua luôn á hả? Nghe bộ dễ chơi dễ đúng thưởng ha. 2-1 không chụp cũng què rồi. Gấu ơi, làm sao mày thắng được cái rau này đây gấu ơi? Tao giao hết nhiệm trọng trách cho mày rồi mà mày không thắng được. Thật sự là quá buồn luôn. Thật sự là quá buồn luôn. Razulo. I'm going to enjoy this. Bây giờ sao ta? Ai, khó quá.
Bây giờ phải chờ một hai tên nữa thôi, chứ bây giờ gấp rút cũng không được gì. Mình thì chờ một hai tên nữa đi, để coi nó có ra cái giống ôn gì không. Và round thứ 15 này bỏ sát thủ thì khỏi phải đưa lên làm gì. Nó cũng nhảy qua bên kia mà. Hai thằng nhảy qua nhảy lại rồi tới chừng nào mới lúc mới gọi là có thể giết được đội hình mình được. Khó lắm bạn ơi, khó lắm. Không phải giết đội hình mình là dễ đâu nha. Sao giết đội hình đâu được. Đúng rồi, hay lắm, con gấu để nó chết mà nó để lại cái phi tiêu của nó, giúp cho hai thằng mình có thể giết được hai con đó rất là dễ dàng luôn. Ôi vậy mình lạng sạng cái phải xuống dưới tới chót bảng rồi mà có 64 tiền rồi. Nghĩ bây giờ một là up cấp, hai là rồi lính là thấy ổn định nhất đúng không? Up cấp thì cũng có thể bỏ thêm được một con assassin vào. Trời ơi, Banda, ok. Tút, acid tút. Mình thấy có acid tút 2 rồi, với lại máy bay cho nên mình khóa lại luôn. Acid tút 2 thì nó cũng làm giảm giáp đối phương, cái anti tiêu của nó cũng khá là ngon nè bò, không phải bình thường đâu. Không phải bình thường đâu nha, ngon đấy. Vậy mà vẫn thua tao, thằng này nó khỏe dữ vậy. Đội hình này nó kinh nha, đội hình thằng Trung Quốc này nó mặc dù nó từ hạng nhất nó rớt xuống hạng 47 rồi mà nó vẫn thắng được mình, cũng hay đấy bồ. Acid tút 2 sao nè, mô tút nè. Siren. Đây rồi, bây giờ xoay tiếp. Trời, gấu, gấu 3, gấu 2, được. Được, gấu 2 rồi, rau sau mình sẽ up cấp thôi. Rau sau mình sẽ up cấp, nó sẽ hay hơn bất cứ lúc nào khác hết. Tại vì up cấp là bây giờ là có thể mình bỏ thêm được một con assassin vào, mà ở ngoài thì mình đang có những cái con assassin sắp lên được 2 sao. Nếu mình bỏ vào thì cái nó ra được 2 sao thì đội hình mình sẽ rất là mạnh. Bây giờ tốc độ đánh đủ rồi, chứ không cần phải lên 6 con đâu, nó sẽ bị dư mà, hiểu không? Cho nên là bây giờ chỉ có chờ cái assassin ở ngoài sao thôi, những cái con assassin mà nó ra đó là rất là hay, rất là đúng lúc bây giờ trong cái giờ khắc này. Nhưng mà con răng axit thì có thể làm được cân đôi hay không thì bây giờ còn đang phải phải chứng minh. Nhưng mà răng axit làm được không? Quầy chết rồi, bây giờ nguy hiểm quá. Bây giờ còn 5 cấp mà nó có nhiều đồ mua quá, thật sự là không mua không được mày ơi. Siren 2 sao được, level sau phải up cấp thôi, không còn cách nào khác hết, chắc chắn là phải level sau up cấp rồi. Up cấp để đưa con Siren 2 sao vô, hồi nãy một sao mình còn ngại, bây giờ 2 sao là phải đưa vào hết. Bất cứ con nào cũng vậy, không thể nào mà có cái trường hợp ngoại lệ nào hết á. Sao nghe hẹo hẹo vậy ta, nhưng mà không, ba con assassin vẫn còn được. Đúng rồi, hai con assassin vẫn còn với lại một, đúng rồi gấu ơi, gấu con gấu trúc phi tiêu này, cái đam phi tiêu của nó cực kỳ khủng khiếp luôn. Mình rất ưng ý con gấu này từ rất là lâu rồi, nhưng mà mình không có thường cho một banda đó, mình thường trường cho bộ assassin, mình assassin nào mình cũng để nó vào hết. Đó là một cái tip để có thể dẫn đến chiến thắng mà, hiểu không? Ok, up cấp lên để vô vậy là quá ngon rồi đó. Bây giờ người voi với lại Kylo chưa lên được 2 sao, hai con này tăng không nổi. Rõ ràng là hai con này tăng không nổi, chỉ có một con mình con răng axit là có thể tăng được thôi. Và con răng axit nó đi học, over nó đi là con răng axit nó nhảy lên ngay chỗ đó là nó hơi căng đó. Phải gánh thôi em ơi. Trời ơi, có nghĩa không, chết liền răng axit, mặc dù nó khỏe nhưng mà dù gì nó cũng phải có những cái người san sẻ cái lượng đam cho nó, chứ mà dồn vô nó hết là nó tiêu đó.
Còn con Kylo này nó chuyển về dạng người xong nó đục thấy ghê không? Cái gì tăng hình như nó tăng tốc độ đánh mà nó còn tăng giáp nữa hay sao không? Trâu kinh khủng. Người voi hai sao đó bắt đầu thấy ổn định rồi đó. Cái đội hình bắt đầu đi vào cái guồng quay gọi là có ổn định đó. Mình chỉ cần nâng hết những cái con này lên 2 sao mình chắc chắn là mình sẽ combat lại luôn. Thằng đầu quản bây giờ nó có 60 máu 39 tiền thôi. So easy 54 máu 73 tiền. Làm cái gì vậy? Đùa với bố mày chăng? Có thể nào mà sử dụng cái lượng tiền 73 tiền đó hết đi không? Để đó rồi làm sao tao lật kèo được. Hay nhờ. Khỏe nha. Khỏe không? Khỏe không? Khỏe nè, long lay, cái kiếm dài, tăng sát thương chí mạng, nhớ quên sát thương mắt di min, đưa cho gấu. Đốt trúc vi tiêu giờ là một trong những con gây đam lớn nhất của đội hình mình luôn. Cái anh tiêu của nó là anh tiêu kiểu như AOE, những cái con đứng gần á, rất là nguy. Một đám đang chụm lại, nó quăng cái phi tiêu vô là có nước mà khóc luôn. Lên vào sau là mình có thể up 8 mình sẽ đưa mô tút vào. Mô tút thì còn một thêm một con nữa là mình sẽ được 6 assassin. À, 6 assassin thì bạn biết cái lực của 6 assassin là gì đúng không? Một con sentinel cuối cùng nữa là mình sẽ được 6 assassin rồi. Vì mình giữ 53 tiền 50 tiền thôi là những round này là mình comeback liền. Hồi nãy mình chót bảng luôn. Bởi vì giờ mình leo lên vị trí thứ tư rồi. Vị trí thứ tư rồi. Bây giờ là chắc ăn rồi đó. Bây giờ là chắc ăn là comeback nè, quăng cái phi tiêu vô nè, ăn 3 thằng luôn. Ăn 3 thằng luôn, trúng 3 thằng liên tiếp luôn nha. Chứ không phải là kiểu như mà mấy gấu trúc phi tiêu nó EQ cao mà nó quăng vô cái là trúng 3 thằng. 3 thằng giật máu mà mình thấy thương luôn. Giờ là sao nó chịu nổi đây. Trời, lại thêm mô tút nữa. Đưa mô tút vào. Lấy mô tút tiếp. Không có gì. Không có gì thì sao đây, không có gì thì thôi. Chứ giờ năm còn 50 tiền phá hơi uổng nhưng mà cũng có nên phá đó. Nhưng mà bây giờ không cần thiết lúc này phải phá là cái chắc rồi đó. Nếu mà mình phải chờ phá chắc là mình phải từ thêm một cấp nữa để thêm một cấp nữa rồi xong rồi mình sẽ roi hết tiền để mình kiếm như mình nâng cấp những con mà của mình lên. Tại vì level 9 mình mới đủ 6 assassin với lại 4 bit ở phải lên level 9 trước. Sớm nhất có thể luôn, chứ không phải là trước nữa, mà là sớm nhất có thể luôn. Mình chỉ cần trong giai đoạn mình từ level 8 đến level 9 nó ra một con sentinel nữa thôi là mình khẳng định với bạn luôn là mình vô địch. Tụi này không có vé nào hết. Thằng cao điểm nhất bây giờ có 54 điểm, 54 máu thôi. Nó hơn mình có nhiêu đâu, hơn mình có 12 máu thôi chứ mà. Đâu có gì đâu, bình thường mà. Bây giờ sao ta, có roi không ta? Đa phần là mình thấy up cấp là cái lựa chọn sáng suốt hết nhất có thể. Rồi còn số tiền còn lại thì roi thôi. Chứ mà bây giờ mà roi thì nó hơi quan dại quá bạn thấy không? Từ từ, up 9 cái đã. Up 9 xong bắt đầu roi nha, up 9 xong bắt đầu roi mạnh nha, kiếm con sentinel nha. Con sentinel đó mà ra một cái đi đội hình mình 6 assassin 4 bit thì mình quét sạch hết tụi này luôn, kiểu giống như là rác vậy đó. Mà quét rác mà quét sạch hết lên. Ghê lắm. Đội hình assassin này nói chung á leo răng thì bạn phải leo cho thiệt nhanh chứ bạn leo mà kiểu như là mình mới round thứ 23 thôi mà mình đụng thằng nào đó thua như vậy bạn hiểu rồi, hiểu cái sức mạnh không? Là chơi assassin là đừng có kéo delay, kéo delay là bạn thua đó. Cho nên bạn thường là phải kết thúc cái trận đấu này nó sớm nhất có thể, nằm trong vòng tay bật của bạn, chứ không mà nó tuột khỏi vòng tay là thua. Không bao giờ bạn tìm lại được luôn. Tại vì cái trận đấu mà solo như vậy á thì chỉ cần một sai một ly đi một sợi liền mua con gấu luôn. Gấu 2 nè, con gấu này lên 3 rồi. Mà mình là mình thích biết sao, mình thích để hai con gấu phi tiêu luôn chứ mình không cần up nó lên 3 phải không? Hai con gấu phi tiêu cực kỳ khủng khiếp luôn, quăng hai cái phi tiêu ra kiểu vô trong đám đông quay rẹt chết. Này là bường môn bảo vũ rồi, đường nông bảo vũ này chắc luôn. Mình còn 44 tiền. Mình cái thằng Soji vẫn còn 50 mấy tiền, 58 tiền. Cái thằng đó nó để dành tiền ghê thiệt luôn á. Nhưng mà mày để dành tiền mày cũng thua tao thôi.
Mình là có mình nắm rõ cái logic của cái game này rồi, cho nên là mình rất là dễ thắng thôi, không có gì hết á. Thắng nhẹ nhàng á mà, có đâu, trời ơi. Thằng nào đánh lẹ lẹ đi em ơi, xấu à, hết giờ được rồi. 56 tiền up một cấp nữa là mình có thể lên được à, 30 một cái luôn, up luôn cũng được, đưa gấu vô cũng được, thật sự vậy luôn. Mình cũng không cần gì cái lượng tiền nữa, up chín là mình đủ rồi, up chín là mình đủ lót cho đội hình của mình rồi đó. Còn nếu không mình cẩn thận hơn là để rau sau, rồi để rau sau mà bây giờ không có thằng nào có thể đánh lại mình nữa. Mình khẳng định với bạn luôn, không có thằng nào mà có thể rút máu mình nữa. Ở trong đây mình chưa đủ 6 sát thủ nha, mình mới có 5 sát thủ thôi mà cỡ mấy thằng này dẹp không có vé nào đâu. Cái trận này là cái trận mà đánh quái, cho nên là dù gì là mình cũng sẽ được tiền, cho nên mình không có cần phải phải vội, không cần phải vội làm gì cả. Rớt món đồ tím đi, rau thứ 25 rồi. Trời ơi, ra mấy cái sụt cholesterol này làm cái gì, cái sụt cholesterol này mình không có không có cần luôn. Sụt cholesterol mình không có cần cái này luôn á, thật sự là bộ assassin beat của mình không có cần cái này. Trời ơi, nó không có ra một cái khỉ gió gì hết thì làm sao. Đưa này vô liền, đưa con gấu trúc này vô, gấu trúc đang đam rất là ghê. Bạn cứ yên tâm đi, mình chắc chắn là mình sẽ lật kèo không. Well play, thằng đó nó khen mình đó, mình khẳng định với bạn luôn là thằng đó nó khen mình. Tăng EBT sát thương phép thì chỉ đưa cho gấu thôi, gấu bây giờ nó chỉ cần mà quạt nhẹ một cái anh tiêu nữa là thôi, là bốc hơi hết, đội hình nó tan rã hết. Nè, đầu tiên là gấu này phi anh tiêu trước nè. Trời ơi, anh tiêu ở đây hả? Anh tiêu ở đây cũng được. Xong rồi gấu kia anh tiêu nè, gấu kia anh tiêu quăng vô. Trời ơi, cái con đó nó chết mẹ nó luôn rồi. Xạo, không có thằng nào đánh lại mình bây giờ đó. Tại là bạn thấy không, nhiều người chơi bộ này khó, có build gì đâu. Bây giờ mình khẳng định luôn, mình bây giờ mình xong rồi nha, xong đội hình mình roi nè. Mình roi chắc chắn là mình sẽ ra con Sentinel luôn, 6 Assassin cực kỳ dễ luôn. Cực kỳ dễ cho các bạn xem luôn. Mình là mình nhân phẩm cao lắm mà hồi giờ bạn không nào không biết, chứ mình coi lại tất cả video của mình thì bạn biết mình nhân phẩm mình cao tới cỡ nào rồi đúng không? Mình cho nên mình tự tin rồi lắm. Cái lo hay lắm. Rồi cái nữa. Chưa ra cái nữa em. Rồi cái nữa luôn em. Ôm được cái lo 2 đó. Vậy mới được. Rồi sắc bén răng axit nè, mua luôn. Sắc bén sắp lên 3 sao. Ôi sắc bén sắp lên 3 sao, sắc bén lên 3 sao là bạn hiểu cái sức mạnh ha. Một dít là một thằng, một dít là một thằng đó. Không có tệ đâu mà thôi. Bây giờ so easy là cái thằng mà cuối cùng mà trên máu mình đúng không? Mình cơm bách lại nhẹ nhàng liền. Michael, thằng Michael này nó đang sắp chết rồi. Thằng này nó còn có 14 máu rồi, nó mà đụng mình ở rau này là dám nó đi lắm á. Ha, Soji đụng mình, Soji đụng mình thua 8 con, mình lên nước bảng luôn. Mình lên, ôi 8 trận thắng liên tiếp rồi đó hả? Dữ vậy. Trời ơi, cơm mất cái nhẹ liền. Quá đã. Răng xích nè, Kylo có lấy không? Lấy Kylo luôn chứ. Khoan nha, mình từ từ một chút nha. Bây giờ mình đang có vấn đề nghiêm trọng. Mới nói tính vấn đề nghiêm trọng là không úp được con đó lên. Ai dè, úp cái lên luôn. 3 sao luôn. Trời ơi, dễ gì đâu luôn. Bây giờ là thằng nào đánh lại mình nữa. Hồi nãy nó không đánh lại mình thôi, bây giờ tất cả những cái con nó đều nó được nâng cấp hết rồi, mà có con 3 sao Assassin nữa. Không đánh lại, mình khẳng định với bạn luôn. Hai dít là lên đường, hai dít là lên đường. Ôi ôi, không có cửa nào luôn. Thằng Thái Lan này bốc hơi luôn. Bồ hôi, bốc hơi nhanh tới mức mà không tin tưởng luôn. Kinh khủng thật. Chaka này, trời ơi, thằng này nó thua mình 9 con. Từ 30, 40 máu gì đó mà nó tuột xuống một cái còn 18 máu. Tội nghiệp. Nhiều khi thấy thắng cũng ngại lắm, nhưng mà ngại là thất bại, cho nên thôi không thèm ngại nữa. Siren
Siren cũng có thể lên ba lắm nha, mình cũng có những cái con mà mình nguy hiểm lắm. Con Siren đó mà lên ba là bạn hiểu sức mạnh của nó đi, kinh khủng khiếp, kinh khủng lắm. Ok, tiếp theo là giờ sau đây, thằng nào đấu với mình tiếp theo này, thằng nào sẽ ra đi so easy, 33 máu đúng không? Thử coi mày sức mạnh mày tới đâu. Ồ, thằng này nó cũng đi assassin nè, ôi nó lên ba sao dữ lắm rồi, nó đi một con vuốt sắc 3 sao, một con sắc bén 3 sao. Rồi sao? 3 sao rồi sao? Rồi toang. Khủng gì? Dữ lắm. 3 sao rồi cuối cùng cũng toang. Xạo. 10 trận thắng liên tiếp rồi. Vô địch rồi. Ôi, ghê quá. Ôi, mấy thằng này giờ nó đụng mình nữa, tan nát hết. Nâng cấp lên nữa. Rồi cái nè, không có ra. Rồi cái nữa. Oh, mô tút, được. Rồi cái nữa. Oh, rồi cái luôn. Kylo 3 sao. Nghe bộ căng nha. Oh, Siren 3 sao. Oh, Siren nữa. Bán ai đây ta? Bán người voi đi, người voi chắc không lên nổi. Oh, Siren Sentinel, cuối cùng cũng có con Sentinel. Khổ thiệt luôn. Rớt món đồ tím đi. Alo. Trời. Hai con vậy mà rớt có món đồ xanh, mà món đồ xanh này không xài được luôn. Má bó tay cũng không hiểu được luôn. Lạ thiệt. Nhức cái đầu luôn. Bây giờ Siren là lên 3 sao là cái chặt rồi đó. Mình chắc chắn luôn, mình là roi 2 lần nữa thôi là mình lên được 3 sao con Siren rồi. Oh, Razulo không cần em ơi. Nhưng mà bây giờ lấy con gì ra để bỏ con. Đấy, Siren 3 sao nè, đó, thấy chưa. Mình bỏ con này vô lấy một con cấu trúc ra, đó. Giờ là đủ rồi đó, 6 assassin. Mặc dù cấu trúc đam ghê nhưng mà hai con assassin 3 sao này rồi thì nếu mà được cái con 6 assassin mà cái búp á, cái búp bộ synergy á thì nó sẽ rất khỏe. 6 assassin trụ có thằng này lên được cái con kẻ săn mồi. Ô, Godzilla 3 sao, kẻ săn mồi 3 sao. Trung Quốc mày có một bài vậy để mày chơi thôi đó, không có cái bài nào khác. Mình nói thiệt luôn, Trung Quốc này nó không có cái trí tưởng tượng một chút xíu nào luôn á. Mấy Trung Quốc này nó không có trí tưởng tượng một xíu nào luôn á. Nó cứ đè một bộ chơi hoài, mình mấy bạn vô chơi game nè. Thằng Trung Quốc nào á, cứ lân quân trong mấy cái bộ mà ngồi nổi với lại mấy móc. Ok, quay trở lại, hồi nãy có một số trục trặc nhỏ. Chết rồi, bỏ qua con kia rồi. Cấu trúc. Rồi hết tiền đi, để mấy thằng kia nó sắp thua mẹ nó rồi. Rồi hết tiền để mình kiếm mấy cái con xịn xịn. Ôi. Bán con này đi luôn. Tụi kia giờ đánh không lại mình. Hiểu không? Bây giờ là tụi nó không có cái vé nào. Ôi. Cái thằng OZ này nó không có cái vé nào đây để nó thắng được đó. Sentinel Motut. Yeah, bán con này đi, tao mua con Motut vô. Mua con gấu vô. Bán con này đi luôn. Không được rồi, phải lấy đồ vô thôi. Nó còn 3 máu, nó thua mẹ nó rồi. Mình lấy đồ vô. Chấp mày thắng luôn, tao còn 42 máu rồi, tao nhây với mày chơi. Up cấp à? Mới up level 7 hả? Đùa bố mày, tao level 9 rồi, mày level 7, tao lấy hai con ra là bằng mày luôn đó hả? Trời ơi, hèn chi sao mà mày chơi vậy chết rồi, so easy ơi. Em chơi game vậy thôi thua rồi. Up giờ này mà level 7 thì mày chơi cái kiểu gì đây? Mà mày đã vậy mày còn chơi bộ assassin nữa.
rồi hai con cây lo tao không cần. Cảm ơn cho tao con mô tút hay là một con gấu trúc gì nữa đi. What? Oh, damn. Cho thua cái nữa là thua cái nữa vẫn được, yên tâm. Mình phải lên được một con gấu trúc hoặc là con mô tút 3 rồi để vào chỗ đẹp chứ còn không bây giờ không chơi. Không, cái này vẫn thắng được. Rồng vẫn thắng được, không cần bỏ đầy đủ vô, đội hình về vẫn thắng được. Mấy bạn cứ tin mình, chắc chắn thắng. Cái rau rồng nói chung nó họ mà bạn nào bạn sợ với mình chỉ không có sợ lắm nha. Rau 40 cũng vậy luôn, mình rất là nhiều lần qua khỏi rau 40 rồi nên mình cũng không có thấy cái gì đó gọi là nó quá đáng lắm. Nó đâu có cần. Nữa. Mẹ nó. Cho thua rau nữa luôn. Cho thua rau nữa luôn. Phải tha, tưởng mày thua tao luôn, thua bó tay luôn á. Tao đã lấy hết đồ ra vậy mà tao còn thắng nữa thì tao còn không biết nói gì luôn. Oh damn. Oh, được. Bán con một tút đi. Lấy gấu về, gấu ba, xong. Bây giờ bỏ đồ vào. Bỏ đồ vào nào. Ủa, hình như có cái gì đó nó sai sai ở đây. Lấy mô tút ra, lấy mô tút ra. Ok, đó, ở chết rồi. Lấy lộn mô tút xịn ra rồi. Mô tút này có đồ, thôi kệ, nào cũng được. Bỏ đồ vô bốc hơi đúng lẹ luôn. Bỏ đồ vô bốc hơi đúng lẹ luôn. Trời ơi, tội nghiệp thiệt. Bỏ đồ vô bốc hơi đúng lẹ luôn là tạch chết quẹo. Ok, thôi mình xin chấm dứt video đây. Bạn thấy hay nhớ like, subscribe, đăng ký channel của mình. Chào bạn.